nay tôi là cũng thay mặt của cá nhân, tức là cũng nói lên một số chuyện của đời lính của tôi hơn 40 năm nay. Trước hết là bắt đầu tôi nhập ngũ thì là sang bên dưới Tây Ninh. Lúc tân binh là huấn luyện ở 442. Phần đi là tập trung ở ngoài Thanh Hóa. Thì chúng tôi là bên cơ quan, là bên cơ quan kiểm tra. Cho nên lúc đó là cũng có tuổi rồi. Còn mà lính ở địa phương đi lại huấn luyện ở, ở Tương Sơn đây. Thế sau khi vào rồi tháng 7-8 ấy, tôi vào đến Tây Ninh. Tây Ninh thì chỗ chợ Long Hoa Sang ấy, thì lúc đó thì trận đầu nó thật với các đồng chí ấy, thì mới bước chân vào lính ấy, mới tập mới huấn luyện 3 tháng thôi. Thì ngoài đây vào đó mà cũng không biết là vào đến đó là chỉ nghe tiếng súng rồi tiếng đại bác, tức là tôi vào đấy thì dân Tây Ninh đang đào hầm ở trong nhà chiến tranh của mình ngày xưa. Thì mới sang Mi Mút, cái vùng Mi Mút là cái vùng tôi cần cọ đó rất nhiều. Nếu như mà ai mà còn ở có sư 330 là thuộc vào có quân khu 7 thì lúc đó là tôi quần ở Đầm Bê. Thế là khi vào ở huấn luyện vào đó thì tôi được biên chế ngay sang trinh sát trung đoàn. Sau khi được biên chế đó là tôi được học nghiệp vụ, còn ở ngoài đây đâu có được học nghiệp vụ. Đây là huấn luyện tân binh. Đây huấn luyện tân binh thôi. Thế là vào đó là ông Lê Văn Tấn ông chọn người để là ông chọn phải đến hàng 50-60 người, nhưng mà chỉ lấy 22 người. Qua thực tập, bản đồ địa bàn rồi cắt hướng được tất cả, chỉ lấy được 22 người. Lấy được 22 người thì sau cho về Bà Rịa Vũng Tàu tập huấn một tháng rồi đưa sang. Đưa sang tôi nói thật với các đồng chí là đưa sang lúc đó đó là mình và nhìn vào bản đồ không biết lối đâu, rừng núi không biết lối đâu cả, rất khó khăn. Mà địa hình ở bên đó là phức tạp. Thế mà đến Đầm Bia là cái sư đoàn của bọn Khmer Đỏ là sư đặc công á, sư 260 là sư đặc công á. Mà cái sư đặc công của nó là chủ yếu là đánh ban đêm. Thế mà tôi vào đó thì đến mà lúc đánh Đầm Bia nên đến lộ quốc lộ 7 là cũng hao tổn nhiều. Nhưng mà tôi làm cái nhiệm vụ trong đó thì nó xảy ra các đồng chí á, tuy đánh nhau thật nhưng mà vẫn làm công tác trên bệnh, cái cảnh dân vẫn đưa về nước, dân có họ vẫn đưa về nước. Coi như lấy được dân ra, lấy được dân trong khu ra là đưa dân cho xe lên cho dân về Tây Ninh. Còn một tôi tiếp tục truy quét thì nó trong đại là kỹ nằm ở dưới hầm, ban đêm mà tôi đánh là chủ yếu đấy mà lưu đạn. Mà nó sao với các đồng chí là nói đến bộ binh á thì cái đội trung của trinh sát là vất vả, bao nhiêu mũi nhọn này đều để cho cái đại đội trinh sát và chủ lực cả. Nhưng là ban đêm thì nguyên tắc ban đêm đánh cái Đầm Bê á, tôi nói với các đồng chí là nếu như ai tham gia những cái trận nữa. Đầm Bê là nó ở đâu? Đầm Bê Mi Mút. Mi Mút đó là thủ đất Campuchia. Thằng Campuchia đó, là sang biên giới đó, sát biên giới đó. Đầm Bê Mi Mút, sau Đầm Bê Mi Mút ở lên quốc lộ 7. Tôi là tôi lên đến Đầm Bê thì chủ yếu là đánh ban đêm, ban ngày với tôi trinh sát thì giỏi, nhưng mà tôi nói sư 260 của nó, của thằng Khmer Đỏ nó cũng rất gan lì. Tức là có những đêm có hai thằng, có hai đồng chí thôi gác một vọng mà nó vẫn bảo nó đánh, nó bảo nó đánh. Còn tôi lên là làm là tôi chốt là chủ yếu dưới hầm ở Đầm Bê, ở dưới hầm coi như là chỉ đánh ban đêm, chỉ dùng lựu đạn không. Chứ thế mà vô là lưu đạn là cái dục thôi, chứ còn không phải bắn cái gì cả. Chứ còn bắn là hắn phản lại là xong. Cho nên là xong cái đánh trận Đầm Bê ở đó 15 ngày. Đó, tôi nói là tôi này, cái đồng chí Thu Nguyễn Hậu Lộc, ba đồng chí. Và tôi đêm bữa là mờ sáng, và tôi bắt đầu đi trinh sát. Và tôi trinh sát vào đến bên kia con sông Mi Mút mà không biết con sông gì đó. Con tôi vượt sang sông á, vượt sang sông thì phát hiện được địch, nhưng mà cái trung đội của nó đó, hắn chỉ có một trung đội thôi, hắn cũng như kiểu là đi tiền tiêu đó. Hắn đi tiền tiêu rồi báo về tiểu đoàn, báo về cấp tiểu đoàn để lúc ông Chu là người Thái Bình,
Ông Đức Anh bám sát ra lần nữa, coi là địch cấp đại đội hay là trung đội hay tiểu đoàn. Nhưng mà tôi nắm lại một lần nữa, mà có đồng chí Đát bây giờ đang ở Thanh Hóa ra. Đây là tôi đồng chí bò vào, và nó phát hiện được. Nó phát hiện được, thế là bắt tôi lật qua bên kia đường á. Nó bắn luôn. Nó bắn này đồng chí Đát thì bị thương vào tay. Khi tôi bò vào ám sát á, là tôi nói cho này. Tôi nói các đồng chí không thể nào mà bị cái gai xấu hổ đó, nó dày đặc. Mà trinh sát mà tôi đi là chỉ có cắt đường, chỉ vứt súng xuống để dẫm lên, đi không dám đi đường mòn. Đi đường mòn là dính liền. Tức là mình vứt súng cho nó dập cái gai. Cho nó dập cái gai xuống để bước đi, gọi là cầm súng lên. Chỉ chưa. Còn mà tôi đi là ba anh đi á, tức là một anh là nhìn trước nhìn địch, một anh đi trước là nhìn mình để dập đường, còn hai anh là nhìn hai bên để cảnh giới. Chúng tôi vào đến cái chỗ nó tôi tập kích là khoảng độ 500 mét phát hiện có địch. Chúng tôi bò vào đến đường mòn, theo đường mòn á, tôi đi theo con đường mòn là đứng ở bên con đường mòn đi chứ không dám đi đường mòn, biết đã đường nữa là đường vào cứ của nó. Chúng tôi vào đến chuẩn bị khoảng độ khoảng 300 mét thì đồng chí Đát phải tay mới là lên. Thế là tôi với đồng chí Đát bắt đầu là với bộ binh nhiều họ đi sau không dám lên, thì có lệnh kia lên. Thế lúc mà nó phát hiện nó bắn một phát á, thì tôi đồng chí Đát lật qua cái đường mòn, chạy qua đường mòn thì đồng chí Đát bị thương tay trái bắn AK. Thì trong rừng rậm là không phát huy được hỏa lực, chỉ có AK thôi. Chứ còn bắn B41 là cái treo lên cây chứ không phát huy hỏa lực. Thế lúc bị đồng chí Đát bị thương á, thế là tôi là định cho không, lúc đó không định đài, tôi là chuyển về phía dưới là trinh sát đã bị thương cho vận tải lên. Tức là lúc đó là vận tải mới lên để khanh đồng chí Đát bê vận tải lên khanh ra. Khanh ra thì bắt đầu lộ rồi đó, tức là cho đại đồng mục xuất phát luôn. Cho đại đồng mục xuất phát đó, thì ở trong kia nghe đánh nhau trong rồi, ở trong là đánh nhau trong rồi, cũng không hiểu là đơn vị nào đánh cả. Mà trước khi để mà lên hội đồng tác chiến á, là ở tỉ lâm bồ là chỉ có vây chứ không đánh chính diện. Mà trong khi đó tỉ lâm bồ chưa gặp địch, đại điện cho lên máy 2W điện cho tỉ lâm hai cũng chưa gặp địch, mà ở trong lại đánh nhau rồi, cũng không hiểu sao. Thế nào biết là đơn vị bạn nếu như 472 á thì là không có liên lạc của họ. Nhưng mà nguyên tắc trong chiến đấu là cứ nghe tiếng súng nổ là lên máy, là lên máy 2W. Thì lúc đó thì coi như là toàn bộ đại đội vi chỉ cần một vào, nhưng mà gặp có thằng 742, tức là nó đánh cái trọng rồi, tức là hợp đồng tác chiến không chắc chắn. Với nữa sau khi cái trận đó là ba tôi xong rồi rút với đầm bia, cái trận đó chỉ được mấy thằng. Thế là sau cái anh bị thương ấy, đưa về phẫu của trung đoàn, lúc đó thì nó bị thương ở tay trái này, ở đó 15 ngày coi như là không ở trung đoàn sát nữa. Đưa về thông tin là chỉ đồng chí về thông tin, thế là còn và tôi là tiếp tục là quay về đầm bia chốt ở đó. Tôi nói chốt ở đầm bia là vất vả, có nghĩa là không có cây gì to cả, nói đầm bia chỉ có tre le không, chỉ có le không, rừng le, không có nơi mắc võng. Và cái cao với cỡ này tầm trên 2 mét, nước súc trong lầm địa, và cho nên nước ăn không có, rất chi là vất vả cho cái đầm địa. Rất sau ở đầm địa một thời gian 15 ngày bắt đầu lên quốc lộ 7 là bắt tôi vào cái phun đó, là cái phun chằm thả ra là cái phun kia. Lúc đó là trinh sát chúng tôi là 22 anh, mà xong cái trận mà lính mới mà vào cái trận đầm bia là trận mi mút, thiệt hại rất nhiều, chủ yếu là bị thương nhiều, họ đi ra phẫu trung đoàn thôi. Thế là quản lại có mười mấy anh vất vả, còn lại mấy anh là lên chỗ chẳng tha la là đứa là chỉ có cao su không. Bắt đầu sau khi mà hắn rút cái thằng khơi mê đỏ hắn rút về nước, hắn sẽ vào sâu đấy, thì bắt đầu tức là dẫn lên chỗ quốc lộ 7 thì vào đến rừng cao su đó, có nghĩa là công binh của sư đoàn, của quân khu đó, là họ đi trước khỏi dò mình rồi.
tức là chỗ nào cũng để là bãi mìn, chỗ nào cũng để là bãi mìn. Mà cái đầm bia, cái đầm bia với cái giáp biên giới của mình có nghĩa là dày đặc mìn, các kiểu mìn luôn. Không nói các đồng chí, thậm chí đồng chí nào mà trực tiếp ở đây mới biết, thậm chí là đi chỉ đi một lối chứ không bao giờ đi hai lối. Nếu như đi đi cầu là năm anh cứ đi một lối, đi xong rồi lấp đất lại, không dám đi, đi nghe là dính cả mìn liền. Tôi rồi lên nói với các đồng chí là lên quốc lộ 7, lên quốc lộ 7 thì các quân đoàn 3 nó đánh trước rồi. Mà tôi là các sư trực thuộc là cứ đi truy quét tàng binh. Mà lên đến quốc lộ 7 để nhìn cái đồi cao phu của nó, có đó, tức là không còn một cái ngọn, nghĩa là gãy hết. Đạn có những quả đạn B-41 đang cắm trong quả, đang cắm trong cây cao su, nhưng mà không đủ. Trước một giờ vào qua quốc lộ 7 thì đánh vào cái phun đó, đánh vào phun rồi chụp tốt rồi tôi đánh, chụp tốt được phép là được lệnh là đánh. Đánh vào lúc đó là tiểu đoàn 1. Của tôi quê là 5 trinh sát vào ém xong. Em xong rồi cơm một trinh sát và báo cáo tình hình của tiểu đoàn. Bắt đầu được lệnh nhé, của trung đoàn đó, là cái phun trinh sát quân khu báo về là phun đó có địch, nhưng mà tầm cỡ cấp đại đội. Đây là được lệnh của tiểu đoàn đó, thì trinh sát của tôi là cho 5 anh vào. Cho 5 anh vào lúc 4 giờ. Thế là đồng chí Lưu đó, thế là đồng chí Thanh, gọi là Thanh Đào Bò, người ở Cũ Sanh Hóa ra cả. Thế mà tôi vào đó, vào thì là đúng là cấp của đại đội thôi. Thế vào buổi chiều vào đó, rồi sau là cho về báo cáo tiểu đoàn triển khai tiểu đoàn đó. Quan sát đó là dùng cái này cối của hắn là cối 6, mà cấp của đại đội là chỉ có cối 6, không có hỏa lực lớn, là bò sát vào nơi nhìn vào trận địa của nó, nhìn vào trận địa của nó. Khi mà tôi vào thì bên đây là con suối cạn, suối một mùa, tức là cạn nước mà tôi nằm dưới cây dưới suối đấy. Thì cái lúc mà tôi vào em vào đó là bò mè của nó thả rồng mê man, dân chạy loạn hết mà, chỉ có bò mè với lợn. Còn tôi nói với các ông chí chó mèo nữa, có nghĩa là mình đi đâu là xâm nhau nó cắn. Thì có ai giỡn nữa, bò mè rồi lợn gà có nghĩa là nhiều lắm. Bò mè mà tôi vào cái suối cạn đó thì tôi với thằng Đát người Thanh Hóa ta, thế thì vào thì nhìn đó, lính của anh này chỉ phần gần ri thôi mà là biết. Thế vừa về là cái những cái địa hình của nó, cái xu sinh hoạt của nó là chỉ có cấp đại đội. Thế báo về tiểu đoàn thì lúc đó là ông đồng chí Chu, đồng chí nếu như đại đội thì triển khai trên đại đội 1 thì trước, trên đại đội 1 thì trước, còn đại đội 2, đại đội 3 là đó lỏng. Bọn anh dẫn vào. Vâng, cho tôi dẫn đường đi của bác sĩ trinh sát rồi, tức là an toàn, không dính mình, không dính gì cả. Cho đại đội 1 vào. Đại đội 1 vào lúc đó trong đó là nổ súng. Nổ súng thì bác tôi rút ra để bảo vệ tiểu đoàn. Tức là bộ phận trinh sát rút ra để bảo vệ tiểu đoàn. Còn đại đội 2, đại đội 3 là vây ở Bộc Sơn. Thế xong cái trận đó thì đại đội 1 thì bị thương nhiều, nó tóm lại, mà không có tử sĩ. Mà trinh sát thì bị thương hai người bị thương nhẹ, và một ông ở Nghệ Tĩnh. Xong cái trận đó mà tôi lên quốc lộ 7. Lên quốc lộ 7 là cái năm 1979 đó, mà mất tháng mấy mà của năm 79. Lên quốc lộ 7 là tôi vào phun Tung Vin. Vào cái phun Tung Vin đó là 26 Tết. 26 Tết của năm 79. Tức là bác tôi được phép là cho lính ra ở trong phun ra để ăn Tết trước Tết đi. Tết mình tán mình nha. Tết mình là bộ đội ở trong các đơn vị ăn Tết. Anh thì ăn 25, đơn vị thì ăn 26. Thế mà tôi được phép là ra vào phun ra bạn. Lúc vào phun á, là bác tôi vào trinh sát là cái phun uy nổ, không có gì cả. Nhưng mà vào xong rồi, tức là bác tôi trinh sát vào xong rồi, cho đại đội vô đóng quân. Chưa đại đội vô đóng quân thì lúc đó là tầm cỡ 5 giờ. Mà tôi nói với các đồng chí, cái lúc đó là mùa khô. Cả cái khu mình chỉ một cái giếng tập thể thôi. Tức là lính mình vào đó là nguyên tắc anh vào là anh phải tìm tiêu cảnh giới. Nhưng mà không. Chỉ có thằng của chuyện hài, anh không cảnh giới gì cả. Vào cái đó là trinh sát, hoặc trinh sát cho họ cứ bám mà đứa là không có địch thôi.
Chứ còn ở đâu xuất nhập đến thì mình biết sao được cái chuyện đó. Mà là chỉ rừng chuối không. Tôi vào xong thì lúc mà đơn vị triển khai vào đóng quân rồi á, là lính anh em mình mới tắm này. Cái kiểu tắm, kiểu ra giếng tắm rửa đây là bi phục. Bi phục cái lúc đó là cũng chết 160 anh. Quần áo không mặc được, cởi quần áo là tắm mới phục. Mà thì có phải mỗi nhà mới giếng đâu. Cả cái phun có một giếng tập thể. Anh như thế. Tôi vào đó là các ông ấy đi tắm. Đi tắm nên là bị đô phục. Bị đô phục lúc đó là cũng mất mô 3 đồng chí hay 4 đồng chí. Tức là sau cái trận đó, tức là được bác tôi rút ra ăn Tết. Rút ra ăn Tết tôi kể các ông kia đi. Rút ra 28 trong phùm trong viên ra quốc độ 7 đi ăn Tết. Là 26. Tức là cái đường mòn của nó là cái mùa khô này. Có nghĩa là đi đất bụi là cứ đi nửa cổ chân một. Đất bột nó sụp như thế. Tức là vào bắt tôi ra đến đưa thương binh số Z ở trong phun ra ngoài chỗ phẫu của trung đoàn đi ăn Tết. Thì lúc đó mà trinh sát không dẫn đường ra mà, cũng đi xe bò, tức là mượn xe bò của dân chở ra, xe bò của dân chở lúa chở gạo trong phun ra ngoài đi ăn Tết. Cái tôi kể đồng chí Hoán á, là không biết là đồng chí ở ngoài chịu hóa ở Thanh Hóa ra đây. Cái số đồng chí là nằm số Z mà. Tức là nằm ở trong đó là đến 26 Tết. Tức là mà tôi đưa ra thì trong cái tuyến đường đưa ra là cái đường mòn xe bò có này. Có nghĩa là đồng chí đi đến cái lúc đó là phải đến vài ba chục cái xe bò đi trước rồi. Mà không việc chi cả. Thế đến lúc đó là cái xe bò của đồng chí đi lăn mô của mình chống răng. Anh nổ thì có nghĩa là đồng chí cũng mất tích. Bây giờ quay lại thì chỉ còn cả một cái xe bò, chỉ còn hai cái màu để cắm cái nên hoa vào. Anh nổ mất tích, người bò không chạy đi đâu hết. Người nát luôn. Người nát luôn. Thế là xong cái trận đó thì nói là cái ông đổ á. Không có ông người, không biết ông người ở ngoài. Mà mình là thôi Tết, không Tết thì đừng Tết nữa. Thế ở trong. Nhưng mà không, là lúc đó bà tôi ra đó. Ra thì 26 anh nói là ăn Tết mà không có cái gì đâu. Ở Tết quân đội nghe là cũng Tết cổ truyền thì cũng qua loa đại khái cho thôi. Thế xong cái trang tôi kể tiếp xong cái đợt trong viên đó. Được một ngày ăn Tết. Còn đơn vị nào ăn Tết vẫn ăn Tết, đơn vị nào trực chiến vẫn trực chiến. Còn đơn vị nào tiền tiêu vẫn tiền tiêu, không chủ quan mà vẫn đi truy quét, tức là ăn Tết theo kiểu cuốn chiếu đó. Là cái giai đoạn đầu bắt đầu cuộc đời lính của tôi là sang đến nữa. Sau cái thời gian mà ra Tết của cái phim trong phim và quốc độ 7 xong ấy, thì được một ngày sau thì bây giờ được dời lên thị xã Karachê. Cái tỉnh là tỉnh Karachê hay Cần Ché gì đó, hay cũng một tên thôi. Mà tôi lên đến đó là tầm cỡ lên đó chỉ có một ngày là giải phóng. Tháng 1 thì được lệnh là bắt tôi được dời lên, được chuyển đến địa điểm khác. Điểm khác thì lên đến thị xã Karachê, lúc thị xã Karachê là được tin là giải phóng đồng minh. Cái lúc giải phóng đồng minh xong á, tức là bắt tôi đang còn truy kết tàn binh cái vùng Karachê rất nhiều. Tức là nó dồn dân vào các phung, không? Nó dồn một dân vào các phung để chủ yếu của nó là vận chuyển lương thực, làm lương thực cái nữa. Bây giờ sau đó thì bắt tôi được lệnh tức là tản các đại đội ra đóng quân ở các phung. Vào thì bắt tôi vào những cái phung bọn tôi được cấp trung đoàn tức là bảo là cho trinh sát vào quan sát hai phum, gọi là phum Ô Môn, khu Ô Môn gì hai khu Ô Môn. Nếu mà tôi vào thì không có địch, đó là cho đơn vị vào trong đóng, cho tiểu đoàn cấp tiểu đoàn vào trong đóng thì một ngày đóng rồi đó. Thế là tôi với đồng chí Nguyễn Thanh Hùng mà trường đại học 10 cao 2. Và tôi với đồng chí là vào quan sát xong. Vào quan sát xong là tình hình không có địch.
về báo cáo tiểu đoàn. Nên là tiểu đoàn bảo là bây giờ ngày mai sáng mai 7 giờ là các anh mới dẫn đi vào đó. Mới dẫn dịch của đại đội 1 rồi đại đội 2 vào trong cái khu rừng chuối đóng. Ở trong đó chỉ chuối không à. Có nhà cửa gì cả, cái mắc võng ở rừng chuối nằm. Thế là vào đấy thì nó tóm lại sau tiểu đoàn bữa sau, ngày hôm sau tiểu đoàn đi vào. Vào thì cái lúc mà xong đó rồi thì vào á, tiểu đoàn vào để triển khai tiền tiêu chia làm hai nhánh. Tức là lúc đó là triển khai lên ăn cơm sáng xong lên tác chiến triển khai. Lên tác chiến triển khai xong là dẫn hai trinh sát, dẫn hai đại đội. Hai trinh sát dẫn hai đại đội chia làm hai mũi để đi tiền tiêu. Thì lúc đó ăn cơm xong là triển khai xong thì bắt tôi xác định bản đồ địa bàn. Thế sau thì tôi là đi một mũi và đồng chí Hùng là đi một mũi. Cái đồng chí chính cầu bố này, tôi đồng chí chính cầu bố là đi một mũi. Còn đồng chí Hùng là ông bây giờ ông anh đang làm ở bác sĩ hiệp lực Nguyễn Thanh Hùng. Thế đi hai mũi thì đáng lẽ tôi nói các chú đây là cái số nói bây giờ là kể lại thì đúng là cũng phức tạp. Đáng lẽ cái số bây giờ triển khai xong rồi, địa bàn bản đồ giao cho hai anh trinh sát hai nơi rồi. Thế chuẩn bị đi thì thằng cái đồng chí Hùng Nguyễn Thanh Hùng mà bây giờ người nhà đồng chí mà nếu như được coi kênh chính chín thì tôi kể cho cái chết của đồng chí như thế nào. Thế là sau khi triển khai xong rồi á là được lệnh đi á, thế đồng chí đổi lại cho tôi, đổi cái mũi hướng lại đi. Thế bố hắn bảo là thôi thì mi cái đường đi mi biết rồi thì mi đi để tao đổi cho mi đi. Thế thì hai người tôi nhất trí luôn, nhất trí đổi. Đối với tôi đi lúc đó là đêm B-11 đầy đủ hỏa lực kiểm tra bộ binh. Vào tầm cỡ 9 giờ sáng là nghe mũi của đồng chí đã đụng địch rồi, đánh nhau rồi. Đánh nhau tầm cỡ 12-13 phút. Thế là tôi với đồng chí chính người cầu bố vừa quân mũi bên kia đụng địch rồi. Chắc chắn đụng địch, bắn nhau nhiều lắm. Cái tầm cỡ 11 giờ trưa tôi cho về. Về đến chỗ cứ có tiểu đoàn thì nghe nói bảo là trinh sát bị thương hai vị, vì một vị tác chiến thì cái ông tác chiến thì là người ở Sài Gòn, ông là mới trong trường lục sĩ lục quân ra, nó bổ nhiệm sang đây làm tác chiến của tiểu đoàn luôn. Thế vào thì bắt tôi để họa khanh về thì các vận tải khanh về để rừng chuối, lúc mà tôi về kịp thì tôi vào đất tôi trực tiếp hỏi đồng chí Hùng thì đồng chí chỉ lao mắt lên nói thôi, còn không lao mắt lên dọa mình không nói gì cả. Bị thương có một mảnh, có một chút xíu chỗ bằng cái hột ngu ngực. Thế là đồng chí xỉu dần với đồng chí Lục là người ở Nghệ tỉnh thì lúc cái đồng chí cũng đang nói mạnh, nói như thế là cho đi gặp mày, đang nói như thế đồng chí Lục. Nhưng mà biết là hắn nói tỉnh chết. Thế là còn đồng chí trợ lý tác chiến ấy, đồng chí Doanh ấy. Thì qua kênh những chiến thì các đồng chí nếu như gia đình các đồng chí coi thì cũng thông cảm cho vì cái hoàn cảnh của tôi về xung quê cũng không liên lạc nữa. Thì lúc cái đồng chí đó là vào thì đồng chí cũng lúc mà bị thương biết hắn chết nhưng mà cũng hỏi thăm mà hắn nói không vách. Nó buồn biết là bọn em như thế là mới bổ sung sang đơn vị của anh được mấy ngày. Rồi thì anh cố gắng, nếu như mai mốt anh có về Sài Gòn thì anh cũng nói má em như thế là em đã hoàn thành nhiệm vụ. Cũng được rồi, cứ yên trí. Anh nói, tôi nói các đồng chí, từ lúc trăn trối nói nhìn cắm cảnh. Rất thương xót các đồng chí. Thế rồi nhưng mà cũng không dám đi, thôi để các đồng chí tắt hơi rồi mới vận tải mới khinh đi. Trăn trối như thế. Tên như anh đấy là gì? Tên là Doanh. Doanh. Người thành phố Hồ Chí Minh. Người thành phố Hồ Chí Minh. Hay là ở trường lục quân mới ra. Mấy ra mấy trận đầu tiên luôn, trận đầu tiên luôn, hy sinh. Còn rồi tiếp tục kể tiếp. Thế là sau cái trận đó thì lính nói tóm lại là các đại đội là họ cũng thương vong nhiều lắm. Các đội cứ truy quét tàn binh này, tôi nói các đồng chí cái mà họ đánh bí tăng với đánh cản đi á là đỏ, nhưng mà cứ truy quét tàn binh mới là cái đánh theo kiểu du kích của mình rất khó đánh. Còn ba tôi đây là những cái bộ phận trinh sát có thể là nằm, có thể là đi với nó luôn. Hắn mang cái danh nghĩa của bộ đội cách mạng,
nó đóng giả thôi, nhưng mà không cảnh giác thì nó quay lại nó sơi mình luôn. Cho nên là phức tạp của tôi làm cái lúc đến đó, đó làm cái công tác tức là đánh xong nhưng mà tôi được cái lệnh nghiêm đó, giải phóng lòng cái phùng đó là được lệnh của trung đoàn cấp tiểu đoàn, kể cả là bỏ mía lợn gà đẩy lính không được phạm vi, kể cả từ quân gà là được giới nghiêm không phạm vi gì quân dân hết, tức là giải phóng xong là mai mốt để dân về chứ không được đồng chí nào để phạm về quy định của dân vận, tức là đánh xong nhưng mà vẫn giữ công tác vi phạm là kỷ luật. À, vi phạm là kỷ luật, cho nên là kể cả bò mía rồi lợn gà hoặc nhiều lắm đi, nhưng mà lính thậm chí ăn cơm với cá khô nhưng mà không dám, không dám để bắt gà bắt cá để mà ăn thịt. À, nghiêm lắm. Cho nên là tôi nói chứ, cho nên là nhiều anh em bảo là thôi cứ làm đại không được, từ cấp từ trung đoàn đó mà họ mà phát hiện được thì thôi. Và tôi nói với các đồng chí nào mà được về nước một lần hai lần mới biết, qua cửa khẩu biên giới từ cái đĩa không được đưa về, nghiêm thế. Bây giờ đi công tác về nước là từ cái đĩa này rồi cái gì đại khái là cái vật ở bên Campuchia là họ không cho đưa về, bắt khám ba lô bắt lại hết, để lại hết, không được đem cái gì ở Campuchia về, rất nghiêm bộ đội mình. Thế là sau như thế, thế là giải phóng xong cái trận ở ở thị xã Cà Lê trên, thế là được lệnh, thấy không? Được lệnh coi như là trung đoàn 7 rút về, bây giờ rút về đằng cửa Cà Tung, rút về cửa Cà Tung thì lúc đó là ở Tây Ninh, rút về Tây Ninh á. Nên thì ở chợ Long Hoa một ngày, thế là sau ngày thứ hai lại lên xe đi về Bắc Cần Thơ sang Hà Tiên, đi phô sổ quân khu 9, tức là thư 310, lúc đó sang quân khu 9 mới đổi tên là 310, lúc đó thì gọi là lính ngố mà, lên xe Lam đi lên ra chợ Long Hoa, lên Sài Gòn chơi chuyến, lên chợ lớn, nói đùa nhưng mà nói là vũ đâm ngố, tôi lên đó, bốn thằng lên. Thì lúc bẻ là tôi nói về cứ mà lính Campuchia về là có nhắn giấy vàng đây chứ. Là ôi trời ơi, dân Hoa cứ bố là các ông vẻ lắm vàng lắm. À, các ông vẻ lắm vàng lắm. Có cái chi, có chi một vàng. Bây giờ sau tôi về đó, ra đến chợ cầu. Chợ cầu. Thế là đi lên Sài Gòn, lên chợ lớn chơi chứ. Lên đến chợ lớn chơi á. Thì đi xe lam, lúc cái xe lam chạy lên mã chợ lớn rồi mà không xuống, là mấy ông xe lam, ủa mấy cái ông này đi đâu mà không xuống, muốn xuống chợ lớn đây chứ còn đâu nữa, xuống đi. Đời, cười. Thế mà tôi đang chơi á, đang chơi chợ lớn nữa là về cũng vừa lúc đó là xe có xe đỏ đến nó đưa sang Cần Thơ, cái là ba lô quần áo của tôi nó đưa hết lên xe, bây giờ muộn tí nữa là phải đi sau. Bây giờ về đến còn đợi ông và còn đợi về đến nơi cái là xe đỏ ra cửa rồi, là cái ông Xu ông tiểu đoàn trưởng ông lại rồi là ông mới dập đấy là ông đánh mỗi thằng mấy cái tát mỗi thằng mấy cái rồi lên xe bây giờ sang Hà Tiên. Cái chương trình hành trình có sang Hà Tiên đó là sang đến qua bảy núi nè rồi đến Sa Mát An Giang, cả bảy núi An Giang đấy. Thế là đến từ bên tây bà bảy núi trở về phía biên giới á, nhà cửa nó tóm lại nó phá hết rồi, thằng Khmer đó phá hết rồi, không quản gì. Bây giờ sang đến đó là cái dân ở đó, muốn là không biết là các anh ở sư mấy, vừa ở 310, không biết 310 đánh đấm kiểu gì nhưng mà sư 4 nó lùa về gần đến Cần Thơ. Bây giờ sang đến đó thì nằm ở ngay biên giới đó, đồng không mông quạnh, một ngày một đêm. Nói một ngày một đêm mới đó, nói một ngày một đêm đó là không có một bóng che mà không có một cái tường để mà mắc võng, chỉ có nhà cửa nó phá hết nó rồi, chỉ tường không thôi. Thế là làm đó anh em đi lặt cá được kia lắm cá đó, cá dưới cái lặt về ăn. Cái nằm đấy một ngày một đêm là hành trình xa. Đi bộ hay là đi xe? Đi xe chứ. Sang chút, thấy không? Sang đến chút với Âu Đồng Ư, lúc đó là sang quân khu 9 này. Sang lúc sang Âu Đồng Ư thì nói chung là bên đây là cái huyện đó không biết huyện lắm chùa, là được ở trong nhà chùa,
Lúc đó là trực tạm ở trong nhà chùa. Vô cái chùa đó này. À, vô cái chùa. Vô cái chùa cấp chỉ đoàn vô cái chùa là ở. Còn các nơi là ở xung quanh. Sau khi đó đó, tức là được lệnh bây giờ là lên Campuchia Tà Keo. Lên Campuchia Tà Keo thì cái lúc đó thì chỉ xe vận chuyển thôi. Tức là lên đến đầu tiên là lên Tà Keo. Tà Keo thì có nghĩa là lên các thành phố rồi tất cả đang nguyên si hết. Lên đang nguyên si cả. Gặp dân không anh? Dân có gặp chứ. Dân vẫn gặp, mà dân thành phố này. Mà dân nói rõ lại này, cái lúc đó mình đang mâu thuẫn Trung Quốc, dân chủ yếu là còn lại chỉ dân Ba Tàu. Nói rõ lại, chỉ dân Ba Tàu. Mà ba, dân Ba Tàu chủ yếu là ở thị trấn, thị xã Bờ Sông. Còn đúng dân Campuchia là ở trong, trong rừng. Lùa rừng ấy. À, lùa rừng. Còn cái dân buôn bán này, dân ở thành phố này, ở thị trấn này, ở bờ sông Mekong ấy. Là dân Tàu hết, dân Tàu hết. Chúng ta sang đến Tà Keo á, nước sang đến Tà Keo thì đã khá là ở thành phố không đánh nhau mấy, một các quân đoàn đánh qua rồi, và chủ yếu là làm công tác dân vận. Làm công tác dân vận ở cái khu vực Tà Keo á, tôi nói là rất khổ. Bây giờ cái dân mà giác ngộ là rất ít, mà bọn tôi là được dẫn này, các chuyên gia đi cùng với các chuyên gia Campuchia. Vô bảo cái ông này là tên gì, các ông nói như mình biết tên đâu mà nói. Nên mà tôi cứ làm công tác chỉ đạo để bảo vệ các ông đấy, để bảo lên chính quyền. Bảo lên chính quyền mới. Tức là đánh giải phóng xong đến đâu là bảo chính quyền mới. Nhưng mà cái khổ, một cái nạn thế này. Tức là mình bảo vệ họ, nhưng mà không bảo vệ được lâu. Hôm nay mình đến nhưng mà vài bữa sau mình đi. Thì họ sợ, tâm lý họ nói cũng thế. Bây giờ họ đang đứng một cái ngã ba. Bây giờ bộ đội Việt Nam bảo thì bảo lên thì họ sẽ làm, nhưng mà lúc bộ đội Việt Nam đã đi rồi thì cái hậu quả của họ là phải gánh, gánh cái thằng Khmer rồi, nó bảo nó chỉ đi, cho nên rất khó khăn cái việc đó. Có những chuyên gia bộ đội đó, rồi bây giờ công tác với cái dân ở cái chính quyền mà có cách mạng ở đó hàng tháng, nhưng mà xong đi rồi đó lại vẫn bị như thế. Lúc bộ đội rút đi rồi không bảo vệ nổi, rất khó khăn. Một cái thời gian mới giải phóng, làm công tác trên vận khó, xây dựng chính quyền của họ càng khó nữa. Bây giờ nói như thế nhưng mà là ngay ở biên giới đấy, kể cả cái hắn đang còn thuê mới là cái bọn phản cách mạng, bọn Khmer Biểu, Mèo Đỏ, nó đang còn thuê bảo là dân mà thằng nào anh nào mà giết được một cắt một mà cái đầu bộ đội Việt Nam ấy, thì hắn chỉ trả cho mấy chỉ vàng. Dân bây giờ chưa chắc ngộ. Còn thậm chí đang ôm cả rơm để đốt tăng Việt Nam thì mình đã đang đi. Cho nên là trong cái trận đó thì một cái bà Tà Keo đó là diễn trải từng bước một. Thế sau ở Tà Keo đó là được lên Campuchia lên Campuchia thì trung đoàn của tôi ấy, cái như tôi kể qua rồi, trung đoàn của tôi cả sư đoàn 310 cũng có trung đoàn 607, tức là đưa vào Chàm Tha La, tức là Campuchia của cái tỉnh Campuchia, mà vào cái huyện của là Cam Lót. Cam Lót là rừng núi quán cao nhất à, chỉ có rừng núi không, là hầu hết là dân hơn giỏi vào trong cả. Nhưng mà tôi vào Cam Lót là cái mùa mưa, vào đó một năm trời. Vào đó một năm trời thì chỉ mùa mưa, tôi nói là cái mùa mưa ở Cam Lót rất là khổ. Rừng núi hiểm trở mà mưa xuống là chỉ có lụt không. Tôi vào đó, vào đến đấy được khoảng độ mười mấy ngày, tiêu kết đàn binh xong là được lệnh của trinh sát của quân khu nó báo về. Nó báo về là cái cấp của cái đội 37 mà tôi đã kể qua mấy lần rồi. Cái cấp của đại đội 37 là phải cấp tiểu đoàn cứng của Khmer đó. Nên là bố trí là cả trung đoàn đánh cái khu đó. Thế mà tôi vào thì trinh sát, lúc đó là trinh sát, tôi đi với trinh sát quân khu vào cái địa hình đó là xác định nhớ bản đồ rồi, xác định là hướng còn chính của nó là ở này nọ, hướng của thằng địch đóng chốt. Thế sau khi thằng ông tác chiến, ông Lê Văn Tấn người Thành Hoa ra, ông bảo là dứt khoát là cái hướng đây là cái hướng chính của nó. Thế khi mà tôi thảo luận xong, trinh sát và tác chiến thảo luận xong là phân công các tiểu đoàn, các tiểu đoàn này gồm là tiểu đoàn mà tôi là tiểu đoàn 1, cho tiểu đoàn 1 bọc nó lẫn thôi, nhưng mà ra chính trị. Như tôi kể mấy đợt trước, nói đến cái đội 37 là trung đoàn 7 thì ai cũng biết,
Là cái trận đánh đó là khốc liệt, một ngày một đêm không lên được, cũng không rút được, đánh từ mờ sáng mãi đến tối, tầm cả 12 giờ đêm sang canh mới rút được, mới yên trí mới rút được cho đơn vị khác vô, cho đơn vị khác vô thay. Chứ còn lính mà nằm đó mãi thì không chấu nổi, khát nước đói ăn. Đến 1-2 giờ đêm, cái lúc đó vào đầu 7 thì ba tôi là cũng là trinh sát, ba tôi sang bên kia là rừng, là bên trên là rừng hắn đóng mình nữa, nó tóm lại là mình độ quá này, mình độ 37 là hắn quay hào giao thông chứ không phải mình chỉ đi tìm hắn thôi. Trinh sát ba tôi qua mới qua cái trảng, qua là cái trong gọi là cái trảng đấy, cái trảng thì chỉ có cỏ không cấy không hai gì, nhưng mà tôi đi gần hết trảng chuẩn bị sang bên kia khoảng độ 20 mét đã là sang rừng bên kia, thì là ở bên kia là khu quan bắt đầu hắn đánh. Hắn đánh có nghĩa là trinh sát ba tôi có nghĩa là nằm gục đầu không thể ngất đầu lên được, không thể ngất đầu được, chờ mãi nằm một cái từ sáng mà mãi đến tối chập tối mới rút được vào trong rừng, rút vào rừng. Còn hắn lên cũng không dám lên, mà mình lên cũng không lên được. Còn hai bên là cái cối tông với nhau, hai bên rừng cối tông với nhau, còn cả trung đội trinh sát là nằm ngay ở trạng, nằm ngay ghi một ngày ở trạng luôn, trời nắng. Cái thằng ngất xỉu luôn. Tôi nói là lúc vào đấy, đêm vào đấy là sơ được cái gì là chặt cây đó uống nước, không kể gì cả, kể cả lính nào ở trong rừng đấy. Có nghĩa là cứ chặt cái cây nào có nước là cứ ngậm đi. Ngậm mồm à? Ngậm mồm thôi. Mút, ngậm mồm mút, không kể. Khát nước lên. Khát nước thì chú tính một ngày một đêm, một ngày đấy. Bây giờ tôi đang kể tiếp tục diễn trải cái đội của bảy nghe. Đấy là sau khi cái thằng đại đội 3, cái thằng đại đội 3 của tiểu đoàn 1 là nó đánh thì buổi chiều 4 giờ chiều nó đánh thì là một thằng Khmer Đỏ đánh phản công mạnh đó. Phản công mạnh lắm, mà pháo là pháo của trung đoàn, pháo 105, nó bắn thì bắn kiểu đấm lưng bộ binh. Tức là trinh sát của pháo binh hắn định về là anh cho tạo độ lại để mà pháo trung đoàn bắn. Thì lúc mà pháo trung đoàn bắn được vào đội hình của nó thì có nghĩa là nó tản lên để nó lùa cái đại đội 3 của dân một. Thì mà là hắn lùa cái đại đội 3 tiểu đoàn 1 với lý do là cái ông Minh ấy, là ông là đại trưởng. Chập tối cái là ông được lệnh tiểu đoàn là rút, tức là rút về căn cứ cao, không? Rút về phía sau. Nhưng mà ông nghe không rõ, ông bảo là tất cả anh em rút. Tất cả nhiệm rút thì lính hắn giam đến một ngày một đêm, nghe nó rút là hắn chạy như vịt, súng chạy như vịt, hắn chạy là thừa cái thế đó, hắn xông lên thì ông Chu, ông người Thái Bình, ông tiểu đoàn phó, ông rút súng ngắn, một thằng nào chạy ta bắn chết luôn, quay lại thằng nào chạy ta bắn chết luôn. Đến lúc đó là quay lại, lúc đó mới cầm cự được. Tiểu đoàn 2 đánh bọc sườn trang, hắn chặn lại thì lúc đó là xác của thằng đại đội 3 cũng mất rất nhiều. Còn cái thằng Hiệp ấy, là không biết lúc đó lính cũng mới vào cả, mà và tôi ở tiểu đoàn, ở trung đoàn, nhưng mà gặp đại đội thì mấy khi mà biết được cùng trung đoàn, nhưng mà khó biết tên nhau. Nhưng mà rõ ràng nó dựng cái khẩu đại lên lúc rút, mà sau khi rút về không thấy nữa, mà lúc đi lấy xác cũng không thấy, mà không biết lý do nữa. Mà lúc rút hắn dựng đại lên để hắn rút. Thế xong cái trận đó là lúc 9 giờ tối ấy. Cái là trinh sát và tôi là được lệnh là đi lấy xác đồng đội. Đi lấy xác đồng đội thì lúc vào ấy, cái tọa độ để đánh nhau ban chiều ấy. Thì cho bộ binh nó dẫn cái ban chiều cái lúc mà đại đội họ đánh nhau ấy, cho trinh sát lấy xác. Thì lúc đó thì tụ tập lại thì tôi này, cái bốn ông trinh sát này, cái một ông trinh phó, bây giờ địa bàn hoạt động của đại đội 3 là mấy chiều ở đó, hiện giờ đang nằm ba sát đồng đội đang nằm ở đó, chưa lấy được. Thì tôi lúc đó là tôi đang nằm bên quân đội trưởng, tôi bảo là cái việc đánh nhau của đại đội 3 thì ban chiều thì chúng tôi không biết. Lúc đó ai là trung đội trưởng à? Trung đội trưởng. Cái lúc đó mà tôi không biết là cái đại đội 3 đánh nhau ở chỗ đó. Thế bây giờ nếu như thủ trưởng mà yêu cầu trinh sát này lấy xác á, là phải có lính bộ binh dẫn đến đó, dẫn đến cái địa điểm đó
thì trinh sát bắt giữ đi lấy sao. Thì nói đến bộ binh cử bộ binh đi đó, thì nói đến là thằng nội chiến là thằng nào cũng chối kìa. Thằng nào cũng chối kìa. Biết tôi quên cả rồi. Tôi quên cả. Cho nên rằng qua mãi là cái thằng biết hắn là thằng Nghị Lục, hắn giật, hắn nhất trí bị đồng đội của hắn cũng là đồng hương của hắn nằm. Hắn bị tôi giật. Cái lúc triển khai giật đó, là hình thức đi đó, là chỉ có buộc dây dù để kéo sát thôi. Buộc dây dù vô trên đồng đội rồi kéo lên chỗ an toàn rồi vác về. Mình đến được lệnh của trung đoàn là rút, cho tiểu một rút. Thì chỉ một nằm đó một ngày một đêm, hết sức. Thì rút, rút nói với các đồng chí, rút rất lặng lẽ âm thầm trong rừng thôi. Nhưng mà anh nào ngủ gật thằng nằm lại, không ai biết. Anh nọ bấm anh kia hay là rút ra cho cái đơn vị khác vào. Ban đêm. Rút ban đêm. Ai mà không cẩn thận là lạc đơn vị. Ai không cẩn thận là ngồi lại được.